Đại hội Đảng Dân Chủ xây dựng hình ảnh cho ông Biden. Và đêm thứ hai trong Đại hội Đảng Dân Chủ kéo dài 4 ngày, có sự góp mặt của các chính khách kỳ cựu như là các cựu Tổng thống Bill Clinton và Jimmy Carter. Theo truyền thông thì phần lớn mục đích của đại hội để giới thiệu tính đa dạng về văn hóa và chủng tộc, vốn là điều mà phe Dân Chủ luôn tự hào. Một mục tiêu khác của chương trình đó là nêu bật lợi thế của ứng viên Joe Biden nhằm thu hút các cử tri. Trong các clip giới thiệu sự đa dạng của đảng, các đảng viên Dân Chủ giải thích lý do tại sao họ ủng hộ ông Biden và đồng thời đối chiếu kinh nghiệm lâu năm của Biden với những gì mà họ mô tả là sai lầm của Tổng thống Donald Trump trong đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, đảng Dân Chủ cũng tận dụng đại hội để nêu bật khả năng đồng cảm từ lâu được coi là điểm mạnh của ứng viên Biden.